Vâng, em Tùng xin chào anh em. Hôm nay em về từ Nhật cái bộ combo của Panasonic VIC Panasonic EZ7544. Và bộ này rất là độc và ở thị trường Việt Nam chưa có. Và đặc biệt nó là mới trăm trăm thì em xách từ Nhật về. Cái nó là 14.2 và 14.4 và pin là 4.2. Vâng, và nó catalog nó mới trăm trăm catalog đầy đủ và make in Japan. Đấy, em sẽ đưa cho anh em xem tất cả nha. Nó là 150 newton pin lithium, thế hệ cũng mới. Và máy nó có hai cấp độ điều chỉnh tốc độ. Đây, đây. Thì đầu tiên anh em xem giùm em cái sạc rất là chất lượng nha anh em. Đây, sạc này là điện 110. Điện 110. Điện 100, 110 gì cũng được. Vâng. Rất là pro. Pin. Pin nó là 4.2 14.4. Cái này gì? Đây ta đang lượng cái này. Nó tới hai cục nha anh em. Pin 14.4. Ok. Rồi, tiếp đó là cái máy. Thường thì anh em ra thấy hàng bãi rồi nó nát nó cũ, nhưng mà mình là nhập về new mới trăm trăm. Anh em coi sơ qua rất là đẹp. Và nó là nội địa, hàng này là hàng nội địa Nhật nha anh em. Thành ra nó không có tiếng Anh đâu. Trăm rưỡi newton và nó có hai cấp độ điều chỉnh tốc độ. Panasonic EZ7544. Rồi, mình chỉnh cấp độ thứ hai cho anh em xem. Anh em nào quan tâm liên hệ 0962232180 và cái giá của nó là 6 triệu một combo này. Nguyên thùng, em sẽ cho anh em xem nguyên thùng luôn. Đấy. Vâng, xin cảm ơn anh em.